Động cơ của máy bay là động cơ 2 thì 55 phân khối và dùng là nhiên liệu là xăng A92 pha với nhớt, tức là rất phổ thông. Với tính năng cự ly hoạt động là 50 km cho phép truyền trực tiếp thu nhận từ camera về trạm điều khiển mặt đất qua hệ thống thông tin, và trần bay là 3.000 m, thời gian hoạt động là 3 giờ. Với cái thời gian như vậy thì như buổi chiều hôm nay các anh có thể nhận thấy là cái việc trinh sát là rất hiệu quả, phát hiện được 5 mục tiêu cháy rừng đang có cháy và toàn bộ các hiện trường rừng hiện tại. Với cái tính năng camera của tổ hợp VT Vision của Viettel thì cho phép là nhận phát hiện được mục tiêu tương đương người ở khoảng cách là 3.000 m. Thank you.